Hello 500 anh em nhá. Hôm nay mình lại thu bắt quái. Nhưng mà nước rút quá, hôm qua mình vứt xuống đây là bây giờ nó lộ nguyên hình, có thấy con rắn. Đây, em thằng em của mình sẽ kéo lên nhá. Bên ngoài là cứ nằm quá nần nên là báo bắt cái tình là thuần thuần nhá, tôi lông thuần ra nằm lông nhá. Hôm nay là nước rút rồi các bạn, không biết có cá không. Ui, con rắn to đấy. Con rắn nước này chắc là sơi được các bạn, thì nó về chỉnh con rắn nước mới khớp được, bé mắm mới lao được. Mình nó không cắn được người đâu, con này cắn không có độc luôn mà. Tôm đấy. Đây anh em có thể thấy, tí nữa mình dỡ ra sao nhỉ. Đây con rắn này các bạn. Hình như là có người hộ mình kéo trước một lần rồi sao. Bên dưới lại không hay có, nó lại thích chui lên bên trên thôi. Không có, chỉ có mấy con tôm. Rồi để đây đã, tí nữa anh em mình dỡ sao. Đúng vụ thân bại này là mặt dài như cái bơm anh em ạ. Còn một cái bên này nữa. Ui. À, do người quay rất là mệt nên anh em cứ có nút xong này bên dưới. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nhá. Đây còn cái này ở đây nữa. Sông làng rất là bé nhưng mà cá tôm thì cũng gọi là dồi dào. Ừ, đút ra. Khá trống rồi, khá tịt mình đến đấy. Nó bị tuột các bạn. Lắc đi. Hắn ngẹo. Mình buộc vào cành cây nhưng nó bị tuột. Ôi lại rắn hay là à lươn. Một con lươn chết. Con lươn nó bị đuối nước các bạn. Ui lươn to chưa kìa. Ôi ô. Con này tiến hóa rồi. Ui. Nhiều tôm, mới cái lươn. Ui con lươn tiến hóa to ngang con rắn. Chắc không có rồi. Trên này không có, dưới không có. Ui cá chê hay là cá gì đấy. Con đây là con cá còng của em ạ. Thật rất dân tộc thì đây là cá còng. Cá còng nha các bạn nhé. Cua, tôm. Bắn vào đấy. Ui, không có nhiều. Không có mấy nhỉ. Không được. Mới được một con. Nếu không quay video thì chắc là nói tục lắm rồi. Nhưng mà quay video thì hạn chế. Mới được một con đâu. Tháo ra đi. Lấy nó ra đi. Mắc nó ra luôn. Còn có tôm thôi, tôm thì lấy ra hết. Không có bạn. Ui, con lươn. Là con lươn đã thành tinh rồi. Bên kia là có một con rắn rồi các bạn. Con lươn này chui vào lỗ nào
Đây trên này có mấy con, trên này có con, dạ con đây này thiện màu đệ ơi, đây màu già màu đệ mồm đây là mình có đúc màu đệ. Ui con này, ui ui ui, con này phải tầm cứ 2 lạng 3 lạng đấy. Đây là tôm, tôm sông cá suối nha các bạn nhé, chuẩn hàng đấy. Chuẩn ba con cá gì đấy? Đây là cá lửa. Cá lửa. Gọi là mình dịch từ tiếng dân tộc mình sang tiếng Kinh nha các bạn nhé. Cá lửa. Đây các bạn ơi, đây con rắn, đây là rắn rắn lửa nhá. Nấy cá lửa, rắn lửa. Nấy cũng có cá lửa, bây giờ cũng có rắn lửa đây các bạn. Các bạn thấy đỏ chưa? Đỏ chót luôn. Nó vào ăn cá. Được một bụng cá rồi đây này. Bụng cá, bụng tôm rồi đây. Mình sẽ bắt con này về chế biến nhá các bạn nhá. Đây các bạn ơi, đây là nói tiếng dân tộc mình là ngù phầy nhá, mình dịch ra là rắn lửa. Phầy có nghĩa là lửa các bạn. Đây các bạn thấy đỏ chưa, đỏ chót đấy, nó đỏ như lửa ấy, nên là người dân gọi là rắn lửa nhá. Đấy, cũng khá to đấy, tầm cỡ 2 lạng. Tí nữa về mình sẽ chế biến nó xem có ăn được không nhá các bạn. Vì mình cũng xem YouTube nhiều nên là thấy các bạn bên miền Nam là gặp bắt được những con rắn này là cũng lấy về ăn, nên là mình cũng thử ăn một lần. Mình cũng chưa ăn loại rắn này bao giờ các bạn. Đây còn đây là phần tôm cá, cua, con cua kìa. Còn có con cua này. Đây này. Nó này, nó khảo được này. Không có, hôm nay là không được cá nhiều bằng hôm qua các bạn. Hôm qua là mình là được nhiều hơn, cá ngon hơn. Hôm nay là thấy con này nó chui vào nó ăn hết cá của mình rồi. Mình về xem mổ bụng nó nha các bạn nha. Các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Rồi mình cũng xin kết thúc video đây thôi. Đây các bạn, nãy mình thấy video ngắn quá nên là bây giờ về mình bổ sung thêm hàng mình lấy được đây các bạn nhé. Đây con lươn này vẫn, các bạn thấy kinh khủng chưa? To chưa? Rất là to, dài đâu 1 gang 2 3 60 phân luôn, 60cm luôn. 3 gang, còn đây là con lươn. Con lươn lửa các bạn. Con rắn, rắn nha các bạn nha. Còn đây là chiến lợi phẩm tôm cá thì được một ít thôi. Được mấy con tôm, mấy con cá rồi. Thấy kết con lươn này, cái to quá, to dài. Đấy. Anh em nhìn thấy cái đầu này có thấy quen không? Cái đầu khất. Rồi mình xin giờ thì kết thúc video đây thôi. Chế xong tí làm tiếp. Ôi, nhìn kinh chưa? Cái mồm nó kinh chưa? Đây. Ui, vẫn thở thiên ạ, vẫn thở. Vẫn thở. Đây này, đây này, đây này. Nó vẫn thở đây này, đây này, đây này. Tiểu ơi. Ui 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 ui.
kéo ấy cơ này. Ừ, dạ. Ui, ui, ui. Ui, ui. Nó hơi bị đuối nước rồi các bạn. Còn đây là cá, cá con à. Để sắp tiếp tố cùng nướng luôn. Được nha. Được. Rồi, lần này là kết thúc video thật thôi.